À, xin chào tất cả các anh chị, mình là Nam Ngày hôm nay thì Nam xin phép được chia sẻ Cái quá trình 12 ngày nhìn ăn để thanh lọc cơ thể Và đào thải độc tố à, Hy vọng rằng thông qua cái video của Nam Với những ai đang có ý định thực hiện phương pháp này một cách nghiêm túc Thì sẽ có thể vững tâm Và đặt niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình Để thực hiện thành công giống như Nam Thì à, Nam xin phép được chia sẻ Nam nhìn ăn trong vòng 12 ngày thì đối với phương pháp, pháp nhìn ăn có nhiều cái trường phái khác nhau nhưng nam nhìn ăn ở đây là chỉ uống nước lọc và mỗi một ngày chỉ uống từ 100 đến 200 ml nước lọc và trong suốt 12 ngày thì khó khăn nhất khó khăn nhất chính là 3 ngày đầu tiên 3 ngày đầu tiên thì ba ngày đầu tiên mình phải đối mặt với cái trạng thái đói ảo đói ảo nghĩa là gì là từ trước đến giờ mình đã ăn rất là nhiều mấy chục năm qua và ngày nào cũng đến khung giờ đó thì dạ dày sẽ tiết ra dịch vị nhưng mà bây giờ mình ngưng ăn thì nó sẽ phá nó sẽ quẩy nó tiết ra rất nhiều dịch vị nó làm cho mình sôi bụng cồn cào bứt rất khó chịu chóng mặt hoa mắt đau đầu uh, bùn rụt chân tay thì ngày đầu tiên thì Nam vượt qua tương đối nhẹ nhàng bởi vì trước đó Nam cũng đã làm một vài cái phương pháp thải độc và phải nhìn ăn trong vòng 1,5 ngày nên thành ra ngày đầu tiên đối với Nam tôi qua rất nhẹ nhàng đến ngày thứ hai thì Nam xuất hiện cái trạng thái đau đầu đau đầu và rất là khó chịu bụng nó sôi nó cồn cao và trong bụng của mình giống như là nó đảo lộn ở bên trong á và ngày thứ ba cũng như vậy nhưng mức độ nó tăng lên cao hơn nhưng mà mình phải cố gắng mình vượt qua cố gắng để vượt qua đến ngày thứ tư thì không còn cảm giác đói nữa và bây giờ cơ thể nó đã chuyển qua cái trạng thái đào thải độc tố và nam cảm nhận rất rõ cái hệ miễn dịch nó làm việc rất hiệu quả thì ngày thứ tư thì khi mà mình đi tiểu thì mình thấy rằng nước tiểu của mình rất là vàng giống như trà để qua đêm và nó cứ có độ đậm đặc và bốc mùi rất là khai rất là hôi thì đó là ngày thứ tư cái triệu chứng đó xuất hiện ngày thứ năm thì xuất hiện cái triệu chứng đó là miệng rất là đắng và rất là hôi đặc biệt có nhiều bờn trắng và nam phải xúc miệng liên tục bằng nước muối bởi vì miệng rất là đắng và có nhiều bợn nhưng mà vẫn rất là khó chịu ở cái miệng đặc biệt miệng rất là khô và mình ngầm miệng lại giống như là có cái bột ở trong miệng của mình ấy, và rất là dờ thì đó là cái triệu chứng mà nam gặp phải thì đến ngày thứ sáu nam lên cân á thì nam đã sút đó là gần 7 kg gần 7 kg và uh, sau đó nó xuất hiện một cái triệu chứng nữa đó là cái triệu chứng ngứa và nổi sần mày đay thì cái triệu chứng này đầu tiên nó bắt đầu ở hai cái đầu gối và hai cái cùi tay như thế này sau đó nó lan rộng xuống chân, đùi, mông, và sau đó là lưng và ngực. sau đó nó lan rộng toàn cơ thể. thì càng ngày nó càng ngứa, càng ngày nó càng ngứa. thì đó là cái triệu chứng uh, tiếp theo. và chờ đợi chờ đợi mãi thì đến ngày thứ 10 nam mới đi được vệ sinh. bởi vì trước đó nam đã làm sạch hệ thống đường ruột của mình bằng phương pháp đề tốc đẩy ra bằng cà phê 3 lần liên tục do vậy là trong ruột sạch tinh không có bất kỳ một cái phân chất thải nào cả nên là ngày thứ 10 thì Nam mới đi ngoài được và lúc này thì khi Nam đi ngoài thì cái lượng phân nó tương đối nhiều tương đối nhiều và cái màu ở đây là màu nâu sẫm màu nâu sẫm cả nhà ha giống là màu cánh gián ấy cái thứ hai đó là cái phân này nó không quá cứng mà cũng không phải là dạng tiêu chảy mà nó cũng mềm mềm vừa phải thôi nhưng mà có hai cái cục phân nó to bằng ngón tay cái thì cái màu của nó giống như là một miếng mỡ lợn như vậy thực sự nam rất là bất ngờ và nam phải lấy đèn pin của điện thoại di động soi vào bồn cầu và uh, dùng một cái uh, gậy đó là đưa lên để xem và đúng là như vậy cả nhà. Đó là một cái điều mà Nam rất là bất ngờ. Thì Nam cứ tưởng rằng là chắc là không còn đi ngoài nữa. Nhưng đến ngày thứ 12 thì Nam tiếp tục đi ngoài lần thứ hai. Và đợt này Nam đi ngoài nó giống như là một dạng tiêu chảy. Và đi ra một lượng cũng khá khá. Nhưng mà cái màu của nó thì cực kỳ đen. Đen mà rất là đặc, rất là đặc. Nó giống như là cái nhớt xe máy mà mình thay Thì đây là một cái điều rất là khủng khiếp Rất là khủng khiếp Và hiện tại Nam đang làm video này là Đã cách cái ngày kết thúc á Là bây giờ là ngày thứ 8 rồi Ngày thứ 8 rồi Thế thì Nam đã nhận được những lợi ích nào Trong suốt quá trình nhìn ăn 12 ngày Cái thứ nhất là Nam cảm nhận được cái làn da của Nam nó mịn màng hơn Đó, sau 12 ngày sau đó là phục hồi lại cái thứ hai là cái hiện tượng viêm mũi dị ứng trước đây á, khi mà ngủ dậy thì luôn luôn nam sẽ bị tắc một trong hai mũi và trước đó thì còn nặng hơn rất là nhiều đặc biệt là về mùa đông kể cả mùa hè cũng bị nặng và hắt xì hơi rất là nhiều nhưng mà bây giờ là 8 ngày kết thúc rồi nhưng mà cái mũi của nam thông hoàn toàn và không xuất hiện bất kỳ một triệu chứng nào nghẹt mũi, chảy nước mũi. Mọi người có thể nhìn thấy. Nam rất là vui mừng, rất là vui mừng và uh, thông báo tin mừng này cho người mẹ của mình, bởi vì trước đây mà Nam gọi điện về nhà thì đều phàn nàn về cái căn bệnh này. Nhưng mà nhìn ăn 12 ngày thì Nam thấy rằng là cái dấu hiệu tái lại trong vòng 8 ngày liên tục là không có. Đây là một cái 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 tin cực kỳ vui. Một cái điều nữa mà Nam cảm nhận được ở đây chính là các giác quan nó rất là nhảy bén. Mọi người biết không, trong quá trình mà ăn lại á thì Nam ăn cái bát cháo đầu tiên thì xin thưa cả nhà nó ngon kinh khủng mà chỉ có cháo gạo lứt thôi á. Cháo gạo lứt mà bỏ muối. Đó, phải nêm muối thôi. Mà ăn nó ngon nó ngấm vào từng cái thớ thịt ở trong cái lưỡi của mình và mình cảm thấy cái độ ngon của nó. nó rất là nhiều gấp nhiều lần lắm cái thứ hai nữa là cái tai ấy, nghe rất là thính nữa nhà những cái âm thanh rất là nhỏ bé tối về đi ngủ những cái âm thanh rất là nhỏ bé và mình cảm thấy là nó, nó nghe rõ mồn một và cái điều tiếp theo là đôi mắt của mình rất là sáng và không cảm thấy mệt mỏi đặc biệt là trước đây năm có một cái hiện tượng là quần mắt thâm quần mắt rất là xanh ở chỗ này cả nhà nhưng mà nhìn ăn sau 12 ngày Thì mặc dù Nam Sút đó là gần 9kg Nhưng mà bây giờ hiện tại vẫn đang rất là gầy như thế này Nhưng mà cái bỏng mắt là không không có bị nặng nữa Không bị xanh Giống như là mất ngủ Đấy Thì thì, thì, thì không có nhá Và có một cái điều mà Nam cảm nhận ở đây là Cái cơ thể của mình rất là nhẹ nhàng Rất là nhẹ nhàng Kết thúc 12 ngày mình ăn lại Mình cảm thấy cơ thể nó nhẹ nhàng lắm và mà cái cảm giác rất là khó tả ý là cái, cái, cái sự nhẹ nhàng ấy. cảm thấy cái bước đi của mình nó nhẹ nhàng cái đầu óc của mình nó nhẹ nhàng và cảm thấy cái cơ thể của mình nó cũng không không có bị nặng nề cả nhà đó thì đó là xuyên suốt trong quá trình mà nhìn ăn trong suốt 12 ngày vậy tôi cũng hy vọng rằng thông qua những cái cảm nhận thực tế và chân thành nhất thì mong muốn đó là những ai đang tìm hiểu phương pháp này một cách nghiêm túc và đang có ý định thực hiện thì mọi người hãy vững tâm và đặt niềm tin tuyệt đối vào chính bản thân mình để chúng ta có thể thực hiện một cách thành công và xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video lần sau bye bye cả nhà